đang lui cui làm ngoài vườn, trời tối thui rồi. Thằng em nó ới vô nó giao hàng nữa nè anh em ơi. Cái này mình nhờ nó đưa rước khách đi Sài Gòn, sẵn lấy giùm mình luôn cho nó tiện. Thằng bạn bán chim này nó được chữ à, nó gửi kèm theo một bịch dế với một bịch cám trứng để mình đúc cho mấy bạn mới gia nhập nè. Kiểu này là mình chuẩn bị mở luôn cái sở thú để cho mọi người tham quan luôn rồi. Chứ quân số ngày càng tăng anh em. Đam mê quá giờ không biết làm sao luôn. Cứ nghiên cứu xem ở trên mạng có giống nào được, loại nào được là bắt đầu mê, nghiên cứu, đặt hàng về nè. Đây, anh em xem đây. Mấy con này là lạ quắc luôn đó. Từ nào giờ thấy anh em ở trong Nam này ít nuôi lắm. Đây, những chiến binh La Mã nha anh em. Gõ kiến đầu rìu. Có cái màu như là một chiến binh La Mã luôn anh em ơi. Quá đẹp nè. Cái loại này thì nó không có hót hay, nhưng mà được cái màu sắc rất là lạ. Có cái màu rất là đẹp. Với lại nuôi từ lúc nhỏ như vậy nè, mình còn đúc nó ăn được á, là nó rất là quấn chủ luôn anh em. Rất là vui. Nói vậy chứ nghiên cứu qua trên mạng không à, chứ chưa có kinh nghiệm nuôi đâu anh em ơi. Đó, quá xuất sắc luôn anh em ơi. Hai chú, mình kêu bạn bán chim nè, lựa cho con trống con mái. Nó dạ đó mà không biết có trúng thiệt hay không nữa. Mua đại luôn chứ giờ cũng không biết làm sao nữa. Cách phân biệt trống mái sao, anh em nào rành vô giúp mình coi có trúng không nè. Mình định bỏ hai chú này vô cái lồng lửa hồi xưa mình nuôi để nay cũng lâu rồi không có sử dụng tới. Nhưng mà thấy nó trống trải quá. Mình để luôn cái hộp này có bộ im hơn anh em ơi. Bỏ vô thêm trong một cái lồng ấm gà nè. Vậy thì cho nó ngủ chắc là có lẽ hợp lý hơn nè. Vậy nó ấm hơn, không có bị gió lùa, với lại nó không có bị quản. Giống như là trong một cái tổ hơn cái lồng kia. Đây nè anh em coi nè. Coi nè, nó chui nó rút vô. Đưa hai cái mông lên nè. Đó, tội nghiệp không, mới bị lớn về mà phải sống xa cha mẹ rồi. Nhưng mà không sao, về đây là khỏe re luôn nha em. Rồi, đóng thùng lại cho em nó lên nghỉ ngơi để tối quá rồi. Sáng tính tiếp anh em ơi. Ngủ trong đây là im ái luôn á. Trong cái nhà xe là nó không có ai làm phiền tới nó hết á. Còn mấy con dế này nè, mình sẽ thả vô chung với chỗ mình rộng. Mấy con dế ở nhà mình cho mấy con gà ăn hổm đài. Nè mấy anh em thấy mình thiết kế không? Cái thùng rất đơn giản. Cái thùng nhựa bỏ thức ăn cho gà con nè. Thêm khay nước, ít rau. Với cái hộp cho nó trú ẩn nữa là có thể trữ dế luôn. Thậm chí là sau này mình sẽ quay cái clip sinh sản cho anh em xem luôn nha. Hồi trước lúc dịch đó, mình có nuôi chào màu sinh sản đâu này kia đó. Không có ra đường được, mình có nuôi dế sinh sản rồi anh em ơi. Dễ lắm anh em ơi. Vậy bữa mình làm clip anh em coi chơi. Nó rất là dễ luôn. Đó anh em coi, bu vô nó ăn liền kìa. Chắc đói lắm rồi. Rồi, đậy cái thùng lại bằng cái lưới, mình chưa làm kịp được cái nắp nữa. Cái lưới này là cái cửa chống muỗi mà anh nay không còn sử dụng nữa. Khá là thoáng luôn, rất hiệu quả anh em ơi. Rồi, tạm biệt anh em nha, chúc anh em ngon giấc. Hello, chào anh em buổi sáng. Sáng ra mình sang qua cái lồng này cho hai em nó.
ra có chút nắng nè, rồi với lại đút cho nó ăn trước khi đi công chuyện. Nguyên buổi chiều hôm qua nhịn đói tới sáng thì chắc hai em nó mệt dữ lắm rồi, giờ phải lo cho nó liền để nó suy một cái là mệt lắm anh em ơi. Chim con là phải đút mồi liền liền cho nó, để cho nó thiếu thức ăn nó suy là nó không có phát triển tốt. Nhìn hai em coi kìa, dễ cưng không? Đó, đói đút vô nó ăn liền luôn anh em ơi. Đói lắm rồi nè, coi kìa, nó thấy thương không? Con này có bộ bạo dạn hơn em kia. Đây, tới em nè em. Ồ, nó nhát quá. Ý, trời trời trời, nè, chỗ khác nè. Đập mày chết giờ. Đi ra. Đây, tiếp tục ăn nè con ơi. Đói lắm rồi phải không? Đó. Anh em coi con bên đây nó lanh lợi hơn nhiều, háo ăn quá. Con bên kia nó hơi nhút nhát hơn chút, nó dò xét, nó cái đầu nó gục tới gục lui, nó mổ mổ mắc cười lắm anh em. Cuối cùng đói quá chắc không phải ăn thôi. Đó, ăn thôi, đói quá mà. Nhìn hai em thật dễ thương luôn anh em ơi. Coi kìa, coi kìa, con này nó hơi nhút nhát chút. Để mình dời cái cây này qua, dướng díu quá. Đây, con bên đây có bộ bạo dạn hơn nè, đút ăn lia lịa luôn anh em ơi. Mình sẽ đặt tên cho nó là con búa nha. Búa anh, búa em đi. Chim đầu rìu ở trong Nam mình kêu bằng búa, kêu bằng búa, búa anh, búa em cho nó dễ. Rồi ăn đi con, lắc lư hoài. Trời ơi, có cái, có kìa, có cái dạo không kìa, không lắc kìa. Trời ơi, mổ văng ra luôn. Anh này có bộ khó chịu ta. Coi kìa, nó lắc kìa, lắc lư kìa, đói mà về đặt à. Chảnh hả mày. Rồi rồi, ăn tiếp rồi. Đói quá mà chảnh chảnh chứ không phải ăn hả. Đó, coi hai con nó gõ kìa anh em, nó mổ. Quá đẹp rồi anh em ơi. Nhìn sướng quá anh em. Lần đầu tiên mình được thấy con này luôn á. Mỗi lần chỉ thấy ở trên YouTube, ở trên Internet rồi thôi. Coi kìa, nó mổ kìa. Anh này, anh chạy qua đây, đây, đây. Trời ơi, nhìn cái mặt dễ cưng quá trời anh em ơi. 11 lớn rồi mình sẽ nuôi thả cho nó bay tự do luôn nha, chứ không có nhốt cố định ở trong lòng anh em ơi. Cái loại này nó rất là quấn chủ luôn á. Rồi cho ăn thêm một hai con nữa mình đi công chuyện nha. Rồi ăn đi con, cô bộ cũng còn háo ăn dữ á. Mấy em này chim con mà nó to quá, bự hơn con chào màu trưởng thành luôn. Coi kìa, nó ăn kìa, thấy mê luôn á. Kiểu này có bộ hao mòi quá rồi anh em ơi. Rồi nghỉ ngơi nha, ba đi công chuyện nghe con. Rồi cho nó lên vàng, nó nghỉ ngơi thoải mái chút, trưa trưa chiều chiều mình đốt tiếp nè anh em ơi. Rồi trên đó là yên tâm luôn, không có sợ bị mấy con khác nó làm phiền đâu. Rồi chiều tới có một bạn nhỏ sẽ làm trợ lý cho mình, để phụ mình cho hai con búa này ăn nha anh em. Bạn nhỏ này vô cùng yêu động vật luôn. Bạn tên là Minh Đăng, năm nay 8 tuổi. Đây, đó, chào mừng bạn Minh Đăng đó, thấy chưa?
Đó, giang đôi cánh thật là đẹp luôn. Đó, con này chắc là búa anh quá, mạnh dạn quá. Rồi, bạn Minh Đăng sẽ đúc cho con ăn nha con. Chiều này mình thay khẩu phần của nó là cám trứng. Mình ngâm nước cho mềm rồi đúc cho nó ăn. Tập cho nó ăn cám luôn anh em ơi. Ăn từ từ, nói ăn cũng rất là tốt. Nhưng mà mình cho ăn cũng vừa phải thôi. Do bọn nó còn nhỏ, đường ruột của nó chưa quen với thức ăn nhân tạo đâu. Chủ yếu vẫn là dế, sâu, cào cào. Đây, bạn Minh Đăng sẽ đúc cho con búa ăn nha. Ồ, đúc rất là chuyên nghiệp luôn. Con búa nó ăn một phát một à. Bạn Minh Đăng coi bộ có tay nghề dữ à. Sau này có đi đâu nhậu nhẹt, đi công chuyện nhờ bạn Minh Đăng lo cho mấy bạn này được à mà anh em. Coi bộ có lý ha anh em. Trời ơi, chơi chim mà có đường trợ lý đặc biệt vậy là thấy nó đã lắm anh em ơi. Đó, coi kìa. Bạn Minh Đăng mê bọn chúng lắm à. Coi kìa. Ôi ơi. Đó, thấy chưa? Đúc còn hay hơn là mình nữa. Búa em đi. Này búa anh. Đúc một hồi bạn Minh Đăng yêu cầu phải cho mấy bạn nhỏ này ra ngoài để cho nó chạy. Nó thấy dễ thương không anh em? Ok. Nó rút vô người của mình không à anh em ơi. Do mình đúc nó từ sáng giờ á, bởi vì nó tưởng mình là bố mẹ của nó. Bởi nó coi nè, nó cứ chạy nó rút vô người của mình không à. Đó anh em coi kìa, nó vậy mà sao không cưng nó được. Và đây là màn biểu diễn xiếc động vật nha anh em. Bạn Minh Đăng giờ là xiếc động vật. Đó, đúc cho ăn ở trên vai luôn á, chứ không có đúc bình thường nữa. Trời ơi, để lên cái đầu sao mà ăn được không biết. Khổ quá đi à. Đó, người ta ở dưới đây người ta ăn nè. Đó, để gì đâu mà trên đầu, trên cổ thôi mà kêu người ta ăn nè. Bố mẹ nào mà có con hay xem điện thoại, coi TV hoài đó, vô đây mà xem nè. Đó, mua về cho mấy em nó giải trí à, lành mạnh luôn. Rồi, ăn no chơi đã rồi, giờ chuẩn bị vô ngủ nha mấy con. Cô bộ no nóc rồi đó, hết hả họng đòi ăn rồi. Rồi, vô ổ ngủ thôi mấy con ơi. Hẹn sáng mai gặp lại nha. Rồi đó, tổ ấm của hai con đây. Chào tạm biệt nha mọi người.